Ừ, xin sư phân biệt giải thích dùm con tên của Đức Phật. Ờ, tại con thấy ngài có nhiều tên như Gotama, Siddhartha, Sakyamuni. Tên của ngài đấy. Ừ, cái Gautama Gotama đấy. Ừ, Gotama. Đó là tên của tổ tiên ngài. Cái tổ tiên ví dụ như là à chúng ta thường tự hào tổ tiên mình là Lạc Long Quân Âu okay, Cơ ví dụ như vậy thì uh, cái Gotama là tên uh, tổ tiên của ngài. Còn Siddhartha mà mình hay gọi là Siddhartha, Sĩ Đạt Đa thì đó là tên do phụ vương đặt cho ngài khi mà ngài uh, uh, chưa có xuất gia. Uhm. Còn uh, sắc Già Muni đó À, nó là um, sắc giá sắc giá đó là tên dòng tộc của ngài dòng tộc ngài là dòng tộc thích ca thích ca tên tiếng bali là, tên, là sắc giá ừ. là tên dòng tộc của ngài ví dụ như à, mình à, coi sư giả sử đi mình coi mình là tổ tiên mình là lạc long quân âu cơ ví dụ như vậy à, nhưng mà họ của sư là họ vũ À, họ của người khác họ nguyễn họ trần họ lê họ này họ kia thì đó là cái dòng tộc cái dòng họ thì dòng cái sắc giá là cái dòng họ của ngài đấy rồi cái mu um, ni đó à, mu ni tức là tu sĩ cho nên khi mà người ta gọi là sắc giá mu ni tức là vì tu sĩ dòng họ thích ca hmm. Ờ, còn một cái nữa đó là Thích Gaudama à, là cái tên gọi mà ngoại đạo dùng để gọi ngài tức là đấy thường thì à, chúng ta là những người phật tử chúng ta sẽ không gọi ngài là Gotama. mà chúng ta gọi ngài là Đức Thế Tôn à, hoặc là gọi ngài là Đức Phật đấy À, hoặc là ngài tự xưng ngài là tô tức là Thích ca à, xin lỗi là Như Lai là cách ngài tự xưng à, chỉ có ngoại đạo đấy khi mà nói về ngài thì họ dùng cái từ lực của tá má thì đó là một cách gọi của ngoại đạo dùng để gọi ngài nó không phải là cách gọi à, bất kính gì nhưng mà nó giống như là một cái quy định vậy